Giới chuyên gia Mỹ ảnh hưởng nặng đến dư luận mạng Việt Nam về sự kiện Tu Chính. Từ khi tàu Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính của Việt Nam, các báo lề trái đã liên tục công kích rằng truyền thông chính thống đang đưa tin một chiều về vụ việc. Tuy nhiên, thay vì đưa tin đa chiều, chính dư luận lề trái cũng đang chịu ảnh hưởng nặng từ phát ngôn của giới chuyên gia Mỹ và các báo chí Trung Quốc. Hai nguồn tin này chi phối mọi động thái và quan trọng của dư luận, từ việc họ bắt đầu đưa tin về sự kiện Tư Chính, việc họ hình thành các yêu sách quan trọng để gửi tới chính phủ, cho đến thời điểm họ tổ chức biểu tình. Cụ thể, người đầu tiên đăng thông tin về vụ Tư Chính lên mạng xã hội, từ đó tạo thành sóng truyền thông là Ryan Madison, trợ lý giáo sư trường Hải chiến Mỹ. Ngày 24 tháng 7, James Katka, chủ tịch trung tâm Stockton về luật hàng hải quốc tế thuộc trường Hải chiến của Mỹ, và Jonathan Odom, giáo sư luật quốc tế của trung tâm nghiên cứu an ninh Massa của Mỹ, đồng loạt nói rằng Việt Nam sẽ thắng nếu kiện Trung Quốc ra tòa PCA. Phát biểu của họ ảnh hưởng mạnh đến dư luận của Việt Nam do được đăng trên cả BBC lẫn báo Thanh Niên vào cùng một ngày. Trong suốt sự kiện, Thayer, cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ, đã viết nhiều bài khuyên Việt Nam xích lại gần với Mỹ để tự vệ trước Trung Quốc. Ngoài ra, Thayer là người đầu tiên đưa tin rằng có 80 tàu Trung Quốc tại bãi Tư Chính, tạo sóng truyền thông góp phần thúc đẩy cuộc biểu tình hôm 6 tháng 8 của nhóm No You. Trong khi đó, Nam Hoa Tả báo được cho là chịu ảnh hưởng của Trung Quốc là bên đầu tiên định hướng dư luận rằng sự kiện Tư Chính sẽ gây biểu tình, bạo động lớn như sự kiện HD981. Bốn chuyên gia Mỹ vừa nêu đều có ít nhất liên hệ đến Bộ Quốc phòng của Mỹ. Vì vậy, họ có thể chịu nhiều sự ảnh hưởng từ nguồn tin và cơ sở lý thuyết của cơ quan này, dù họ có phát ngôn độc lập với nó hay không. Việc báo chí tiếng Việt dồn sự chú ý và các quan điểm của giới chuyên gia Mỹ thay vì tham khảo thêm góc nhìn từ các quốc gia khác hoặc các viện nghiên cứu độc lập có thể ảnh hưởng đến độ khách quan, đa chiều của thông tin. Để dư luận Việt Nam không bị chi phối bởi những lực lượng nước ngoài đang tìm kiếm lợi ích ở Biển Đông, báo chí tiếng Việt cần đa dạng hóa nguồn tin về bãi Tư Chính.